Nói về dòng xe bán tải ông vua ở Thái Lan, chúng ta chắc chắn nghĩ tới Toyota Hilux. Còn đối với thị trường Việt Nam thì ông vua bán tải đó chính là Ford Ranger, một trong những dòng sản phẩm mà được bán chạy nhất và nằm trong top 10 ở 10 năm liền về dòng xe bán tải. Gần như không có đối thủ và không có sự cạnh tranh ở trong phân khúc, Ford Ranger vẫn dẫn đầu ở trong phân khúc, đặc biệt ở trong tháng 11 này. Với rất nhiều các chương trình ưu đãi về hỗ trợ 50% thuế cũng như cả tiền mặt, thì ngày hôm nay trong tháng 11 này Quyết sẽ đi cùng quý vị và tất cả các bạn để xem khuyến mãi lăn bánh ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ là như thế nào. Và trước khi clip bắt đầu thì cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết để đăng ký kênh của Đúng Happycar mọi người nhé. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là dòng sản phẩm Ford Ranger năm 2023. Hiện tại đại lý đang cung cấp tổng cộng đó chính là 6 phiên bản. Phiên bản 1 cầu SL XLS, phiên bản 2 cầu XLS, phiên bản Ford Ranger Sport, phiên bản Y-Check và phiên bản Raptor. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phiên bản đầu tiên, đó chính là phiên bản XLS, phiên bản 1 cầu số tự động, đang có mức giá niêm yết là 707 triệu đồng. Ở thời điểm hiện tại thì đại lý đang có hỗ trợ 50% thuế, đi kèm với đó giảm giá cho các quý anh chị chúng ta tiền mặt, tặng gói phụ kiện đi kèm với 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Vậy thì những quý anh chị mà chúng ta lăn bánh xong tại Hà Nội khi mà áp dụng mức thuế là 7,2%, tiền biển là 20 triệu, phí đăng ký, phí sử dụng đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì tổng cộng lăn bánh sẽ là 705 triệu đồng. Còn nếu các quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 701 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người sẽ rơi vào 701 mọi người nhé. Với trả góp thì mọi người cũng chuẩn bị giúp Quyết là 198 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể lấy xe và sở hữu đối với phiên bản XLS, phiên bản 1 cầu rồi. Và tất nhiên thì nếu mà các quý anh chị muốn sở hữu phiên bản 2 cầu thì có mức giá niêm yết đó chính là 776 triệu đồng, nghĩa là cao hơn khoảng 70 triệu giá niêm yết so với phiên bản 1 cầu. Một lát nữa Quyết cũng sẽ chia sẻ cho mọi người cái sự khác biệt. Tất nhiên đối với phiên bản này thì chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ đến 50% thuế, tiền mặt, gói phụ kiện và đi kèm với bảo hiểm thân vỏ xe. Và lăn bánh xong tại Hà Nội dành cho tất cả các quý anh chị cũng tương tự như vậy sẽ rơi vào khoảng 760 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 750 triệu và đây cũng là mức giá tại thành phố Hồ Chí Minh khi mà tiền thuế chỉ là 6% mà thôi. Còn đối với các quý anh chị chúng ta ở thành phố Hà Nội sẽ là 7,2%. Nếu các quý anh chị mà chúng ta vay trả góp đối với phiên bản 2 cầu XLS sẽ là 215 triệu là số tiền tối thiểu. Khi mà số tiền trả góp ở thời điểm hiện tại các quý anh chị chúng ta chỉ cần chuẩn bị là 20% giá trị của chiếc xe. Hiện tại thì đại lý đang có đầy đủ tất cả các màu sắc, đó chính là màu trắng, đen, đỏ cam, xám, nâu, bạc và xanh dành cho tất cả quý vị và tất cả các bạn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm đó chính là phiên bản Sport, phiên bản 2 cầu số tự động. Có mức giá niêm yết là 864 triệu đồng và chúng ta hãy thử điểm qua xem với phiên bản Sport này sẽ có hơn gì so với phiên bản XLS. Khi mà các quý anh chị chúng ta sở hữu dòng sản phẩm Sport, chúng ta sẽ có thêm một số các tính năng như hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Ngoài ra thì cái hệ thống tiện nghi ở phía bên trong cũng sẽ được nâng cấp so với các dòng sản phẩm khác. Ví dụ như các quý anh chị chúng ta sẽ có gương chiếu hậu ở phía bên trong, chế độ ngày đêm và đi kèm với đó là sạc không dây, có kết nối Android Auto, Apple CarPlay và cụm đồng hồ lên tới là 8 inch. Với mức giá là 864 triệu đồng, khi các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại, mọi người sẽ được giảm 50% thuế, giảm tiền mặt, tặng gói phụ kiện và cũng như là tặng bảo hiểm thân vỏ. Nghĩa là nếu mà 6% tiền thuế, các quý anh chị chúng ta chỉ cần đóng khoảng tầm là 3% thôi. Và lăn bánh tại Hà Nội dành cho các quý anh chị đó chính là chưa đến 850 triệu đồng. Và lăn bánh tại tỉnh sẽ là 840 triệu mọi người nhé. Và trả góp dành cho những quý anh chị mà chúng ta thường vay thì mọi người cũng chuẩn bị số tiền tối thiểu giúp Quyết đó chính là 240 triệu đồng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng sản phẩm Ford Ranger phiên bản Y-Check, phiên bản 2 cầu số tự động. Đây là phiên bản mà các quý anh chị chúng ta lấy rất nhiều. Với mức giá niêm yết đó chính là 979 triệu đồng thì các quý anh chị chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ 50% thuế, đi kèm với đó là 1 năm bảo hiểm, tặng gói phụ kiện và tiền mặt nữa. Lăn bánh xong tại Hà Nội cũng chỉ khoảng là 940 triệu đồng mà thôi và ở tỉnh sẽ là 930 triệu, nghĩa là còn rẻ hơn cả giá niêm yết sau khi mà các quý anh chị chúng ta đăng ký xong. Lăn bánh tại Hà Nội Tối thiểu các quý anh chị chúng ta chuẩn bị giúp quyết là 270 triệu đồng mọi người nhé. Riêng phiên bản White Check và phiên bản Wrap Store thì bây giờ đại lý đang có màu trắng, đen, đỏ cam, vàng và xám dành cho tất cả mọi người. Và nói đến RAV4 thì chúng ta không thể kể tới, đó chính là phiên bản 2 cầu số tự động có mức giá niêm yết 1 tỷ 299 triệu đồng. Phiên bản mà cực kỳ hấp dẫn, rất nhiều các quý anh chị chúng ta lựa chọn, đặc biệt là những người mà yêu thích cái sự thể thao, cái sự cơ bắp của xe nhập khẩu từ Mỹ. Ford Ranger RAV4 thì các quý anh chị chúng ta sẽ được hỗ trợ giảm tiền mặt, tặng gói phụ kiện đi kèm với đó là 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Và lăn bánh xong dành cho mọi người đó chính là 1 tỷ 350 triệu đồng. Lăn bánh tại tỉnh sẽ là 1 tỷ 330 triệu. Quý xin được nhắc lại, tại Hà Nội sẽ là 1 tỷ 350 và ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng như ở tỉnh sẽ là 1 tỷ 330 triệu đồng mọi người nhé. Và số tiền tối thiểu mọi người cũng cần chuẩn bị giúp quyết cao hơn, đó chính là 430 triệu đồng. Và đó chính là những chương trình khuyến mãi lăn bánh mới nhất của dòng sản phẩm Ford Ranger, phiên bản XLS, phiên bản 1 cầu, phiên bản 2 cầu, phiên bản Sport, phiên bản White Check và phiên bản Roadster. Và nếu các quý anh chị chúng ta đang có nhu cầu đặt hàng cũng như có bất cứ một thắc mắc nào, vui lòng gọi điện inbox trực tiếp qua số hotline đại lý ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cảm ơn mọi người lần nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happycar sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happycar chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhá.